Ơi, chào các bạn nha. Hôm nay mình đi thả diều mà gió ít quá. Diều mới làm xong đây. Thả được có hai con mà cũng muốn hạ luôn. Hai con hết gió phân vô luôn à. Con thẫn một con đại bàng. Đại bàng này bay cao dữ ạ. Đây một con thẫn nữa. Dân kêu không nổi luôn. Gió yếu quá. Chơi bán xe đạp mua gì không mày? Bán đi. Bán xe đạp mua gì hả? Có gió đó. Gió yếu quá đảo không. Gió rồi xuống hết. Xếp lên rồi hạ trở lại. Gió hạ trở lại. Gió luôn. Mới làm gì vậy? Sao đứa nào bán xe đạp mua nhiều? Mẹ con ai? Ghê à. Đẹp hơn. Mày nhìn cái kiểu chuốt này giống kiểu chuốt. Đúng ai? Giống không quen. Nào đâu có bắt chuốt ai đâu mà. Cái này của ai? Bao lê lông này chuốt tiệm đâu ra. Đừng có bấm con. Dù mới á, mới làm đó, con bấm nó giãn. Ngày qua con thấy chú đang làm gì thuận trắng đen mà. Trắng đen đỏ. Con này khác nữa, mới làm. Mày em chú, thấy cái bao lê lông này chưa thử xong đó. Thử đi, thử nữa đi. Thả rồi. Thử nữa đi, cho coi. Hả rồi, bay rồi. Xe ra hoài rồi tao quay cho. Xe ra một kia. Mấy anh nhóc. Mấy anh nhóc kêu quay cho mấy ảnh nè. Đang quay mày ta. Đứng mà che mặt không. Đó, rõ rồi đó. Ừ, nó thử kêu bị dướng lên cây mà bay ghê dữ ta. Để nó cái bị tay dây của nó bị dướng thành cây rồi. Đừng có bấm nó, cái bao đen nó còn bấm nó giãn hết. Mà chú bẻ giá làm cái gì vậy? Kẻm nó chút. Đem về coi. Trời ơi. Nghĩ sao cho được mày? Bốn sợi con.
sĩ. Vốn sĩ đó. Thẳng là vốn sĩ đó. Nếu mà ta vừa mua con này xong chắc chắn bạn ta đem ba Ken kêu ba Ken thả, chắc chắn là ba Ken sẽ nói là mấy tụi mình ăn cướp. Thả cho tụi con cầm chú ơi. Hết gió rồi, vừa kia còn hạ cả. Nào. Vừa kia hạ hết đó. Cái con kia tao không phải có 15 gì vậy. Con nó á, nhà quá xinh á. Xinh quá ai. Xinh của anh chú nãy đó, tới bên ngồi tới mới nói đó. Nè, dưới cái cây nè, dây dây đó dưới cây nè, tao cái chắc luôn. Trời, câu đó, câu rồi. Ừ. Đó, câu rồi, câu rồi, câu rồi, câu rồi. Rồi, rồi, bị dưới văn rồi. Rồi, dưới dưới văn, hai con dưới văn. Á đờ. Rồi, rồi, rồi. Dưỡng dậy rồi. Này chạy qua đây. Rồi, vụt ra rồi. Vụt rồi, vụt rồi, nó mất hết đúng chú. Hả? Nó lốt quá, rơi lại rồi, mất rồi. Ý dạ. Rồi, mất, ý lộn. Rồi, dưỡng dây nữa rồi. Dán hương nè, dán hương nè, kiếm dán hương nè, đó. Xác dán hương rồi đó, kiếm dán hương nè. Dưỡng dây. Đó. Hết gió rồi, phân xuống luôn. Rồi, hạ cánh. Hạ cánh an toàn. Xong, một em. Còn lại một em nữa. Lắc luôn rồi. Hết gió lắc luôn rồi. Một con nữa. Hết nghe tiếng văng luôn. Hết gió rồi. Này gió yếu quá. Này nhỏ quá, nhiều quá. Trường cũng nhỏ hơn luôn, nhẹ hơn. Trường nhỏ hơn. Cái găng cũng nhỏ hơn. Con đó làm cái bụng trẹt chứ hả? Hả? Bụng nhỏ hả? Bụng nhiêu nhỏ hả? 45 hả? Con này mới thử lên rồi, ngon lành. Hết gió phân xuống luôn. Lúc này chớ dằn kiểu này không hả? Cho khỏe hả? Chớ dằn nặng. Dằn nặng mà cung lên cột mệt lắm. Cột không được. Nó gập đèo chỉnh là xuống từ em một rồi thả cho yếu thả được giờ chỉ gió mạnh nhà chỉnh là chỉnh hai nhỏ mời còn nhiều quá. Còn xuống luôn rồi, yếu quá.
Con dừa của ông kia gan dữ ta. Lắc ghê ha. À. Yeah. Chuyển qua trứng cơm liền à, không có chơi bơi điệp nữa, nảy lên hơi bơi điệp đủ lên nữa. Đủ được cái dừa. Rồi, xuống luôn. Gió nó đầu thả không phân. Thả ghiền. Rồi. Xong phiên. Cái cánh bả rộng á. Cánh bự quá. 16 17 rồi. Rồi. Lên đẹp, xuống luôn. Xuống ngọn cây luôn. Rồi kết thúc. Rồi thôi video bên đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào tạm biệt.